Đêm qua đến sáng nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa lớn và dự báo thì mưa sẽ còn tiếp diễn trong hôm nay. Vùng núi cần đề phòng với sạt lở đất. Thông tin này sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Chiều và đêm nay, khắp Bắc Bộ, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Chiều nay vùng mưa sẽ lan xuống Nghệ An với lượng là từ 30 đến 60mm, có nơi trên 70mm. Vùng núi có thể xảy ra sạt lở đất bất cứ lúc nào. Khi bắt đầu nghe thấy tiếng rơi của đất đá và âm lượng tăng dần, mặt đất bắt đầu dịch chuyển xuống theo chiều dốc, các lớp đất trượt xuống, tức là sạt lở đất sắp xảy ra. Và việc cần làm là nhanh chóng di rời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho chính quyền địa phương cũng như hàng xóm để có thể được hỗ trợ kịp thời.